Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 19 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc dãy dụa khi Mỹ gây áp lực tối đa trên Biển Đông. Lần đầu tiên trong 3 năm trở lại đây, 3 nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ cùng lúc tuần tra ở Thái Bình Dương, cùng với đó là oanh tạc cơ chiến lược B-1B và máy bay trinh sát không người lái cũng được huy động để làm nhiệm vụ trong khu vực. Sự xuất hiện của dàn lực lượng hùng hậu cả không quân và hải quân Mỹ mang tính chất răn đe đã làm Trung Quốc vô cùng tức tối. Hải quân Mỹ đã công bố hai chiếc tàu sân bay USS Ronald Reagan và USS Theodore Roosevelt đang tuần tra ở vùng biển miền Tây Thái Bình Dương, trong lúc chiếc USS Minute cùng một hải đội hộ tống rời cảng San Diego ở California vào ngày 8 tháng 6 năm 2020 và đã có mặt ở phía đông. Đây là hình ảnh vị trí ước tính của các nhóm tác chiến tàu sân bay và tàu đổ bộ Mỹ vào ngày 8 tháng 6 năm 2020. Ý định phô trương uy lực của Hải quân Mỹ đã được thấy rõ có việc Bộ Quốc phòng không ngần ngại công bố hình ảnh về hoạt động của nhóm tàu sân bay. Mạng tweet của Hải quân Mỹ đã liên tục đưa tin và đăng ảnh về các cuộc tập huấn của hai chiếc tàu Theodore Roosevelt và Ronald Reagan trên biển Philippines. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã công bố hình ảnh về hoạt động của tàu sân bay Nimitz ở Thái Bình Dương. Như vậy, 3 trong tổng số 7 hàng không mẫu hạm đang hoạt động của Mỹ hiện tập trung ở Thái Bình Dương. 4 chiếc còn lại đang cập cảng để bảo dưỡng. Thực tế, tàu Roosevelt mới trở lại hoạt động từ ngày 4 tháng 6 sau khi trải qua nhiều tuần nghỉ lễ neo đậu tại cảng ở đảo Guam do virus corona chủng mới lây lan trên tàu này trong tháng 3 đã khiến hơn 1.000 trong số 4.900 thành viên thủy thủ đoàn nhiễm bệnh. Carlos, hạm trưởng tàu USS Theodore Roosevelt nói trong một tuyên bố như sau: "Chúng tôi đã cho tàu Theodore Roosevelt trở lại hoạt động trên biển như là một biểu tượng của hy vọng và cảm hứng, cũng là cơ sở sức mạnh quốc gia." Tàu Reagan đã trở lại hoạt động từ tháng 5 sau khi các thành viên thủy thủ đoàn đã bị đặt trong diện hạn chế đi lại tại cảng nhà ở Nhật Bản để đảm bảo không còn ca nhiễm virus corona nào. Số lượng hàng không mẫu hạm Mỹ cùng hiện diện tại một điểm duy nhất luôn bị giới hạn, do đó các tàu được luân phiên bảo dưỡng, huấn luyện hoặc tuần tra ở những vùng biển khác nhau. Đây là hình ảnh tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt rời đảo Guam vào ngày 4 tháng 6 năm 2020 sau khi kiểm soát được dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Việc triển khai cùng lúc 3 nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương được coi là động thái bất thường. Giới chuyên gia cho rằng nó có thể hiện thông điệp răn đe được Washington gửi tới Bắc Kinh trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung gia tăng xung quanh nguồn gốc của virus gây ra đại dịch, cũng như cách ứng phó với viêm phổi Vũ Hán của Bắc Kinh. Việc Quốc hội Trung Quốc thông qua dự luật an ninh Hồng Kông và các động thái quân sự hóa đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp trái phép trên Biển Đông. Và chuẩn đô đốc Stephen Kohler, chỉ huy chiến dịch thuộc Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Mỹ ở Hawaii đã nói như sau: "Các tàu sân bay cùng nhóm tàu tác chiến sân bay rõ ràng là một biểu tượng của sức mạnh hải quân Mỹ. Tôi thực sự hào hứng khi chúng tôi đang có 3 chiếc ở thời điểm hiện tại." Dù không muốn nói rõ mục tiêu của việc triển khai, nhưng chuẩn đô đốc Kohler đã ghi nhận tình trạng Trung Quốc đang quân sự hóa các thực thể ở Biển Đông, bố trí trên đó các tên lửa và hệ thống tác chiến điện tử trong bối cảnh các hoạt động của Mỹ và các đồng minh và đối tác có dấu hiệu chưa ngăn chặn được tham vọng của Bắc Kinh. Và không chỉ nhằm phô diễn sức mạnh của quân đội Mỹ nhằm răn đe Trung Quốc, Mỹ còn muốn phá vỡ hoàn toàn luận điệu xuyên tạc của Bắc Kinh gần đây khi tuyên truyền rằng Hải quân Mỹ đã bị virus corona đánh gục. Chuyên gia Colin Cole thuộc Viện Nghiên cứu Quốc phòng và Chiến lược tại Singapore nhận định như sau: "Sự hiện diện của các tàu sân bay Mỹ trên biển châu Á đã đi ngược lại với điều mà Trung Quốc mô tả là Mỹ bị áp lực khó khăn ở Thái Bình Dương." Bonnie Glaser, Giám đốc Dự án Sức mạnh Trung Quốc ở Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS có trụ sở tại Mỹ nhận định tiếp như sau: "Truyền thông Trung Quốc cho rằng khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ đang suy giảm vì viêm phổi Vũ Hán. Dường như đợt triển khai này là thông điệp của Mỹ nhằm cảnh cáo Trung Quốc đừng tính toán sai lầm." Và với việc mỗi tàu mang theo hơn 60 máy bay thì đây là đợt triển khai hàng không mẫu hạm lớn nhất mà Mỹ thực hiện ở Thái Bình Dương kể từ năm 2017, thời điểm căng thẳng với Triều Tiên do vấn đề hạt nhân. Đây là hình ảnh 3 đầu sân bay của Mỹ cùng các tàu hộ tống trong cuộc tập trận vào năm 2017 để răn đe Triều Tiên. Cách đây 3 năm, Hải quân Mỹ đã đồng khởi triển khai 3 hàng không mẫu hạm tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong bối cảnh Tổng thống Mỹ
Donald Trump thực hiện chuyến thăm Đông Bắc Á và Đông Nam Á vào thượng tuần tháng 11 năm 2017 với hồ sơ hạt nhân và tên lửa Bắc Triều Tiên nổi bật trong chương trình nghị sự. Hành động phô trương uy lực này được coi là một lời cảnh báo mạnh mẽ của Washington nhắm vào Bình Nhưỡng. Bình luận về việc phô trương uy lực lần này, chuẩn đô đốc Quayle cho biết hàng chục tàu chiến đã làm nhiệm vụ trên Thái Bình Dương từ lâu, nhưng việc triển khai đồng thời 3 nhóm tác chiến tàu sân bay sẽ nhấn mạnh cam kết của Washington với khu vực này. Ông nói tiếp, khả năng hiện diện quân sự một cách mạnh mẽ là một phần của cuộc cạnh tranh. Tôi nói với cấp dưới của mình rằng các bạn phải hiện diện để chiến thắng khi các bạn đang ở trong một cuộc đua. Và quan chức Hải quân Mỹ cũng cho rằng Mỹ sẽ không duy trì hiện diện cùng lúc của 3 tàu sân bay ở châu Á-Thái Bình Dương trong dài hạn. Nhưng điều này cho thấy năng lực của Washington, đó là điều chúng tôi có thể làm nếu muốn, ông nói. Mỹ không chỉ gây sức ép với Trung Quốc ở trên biển mà còn gia tăng thị uy trên không bằng cách cho oanh tạc cơ hiện đại B-1B Lance và máy bay trinh sát không người lái đến hoạt động ở Biển Đông và các khu vực khác tại Thái Bình Dương. Đây là hình ảnh máy bay trinh sát không người lái thì rất hiện đại của Mỹ LQ-4 Global Hawk hạ cánh xuống căn cứ ở Yokota, Nhật Bản vào ngày 30 tháng 5 năm 2020. Theo tin được kênh truyền hình Mỹ Fox News tiết lộ vào hôm 10 tháng 6 vừa qua, không quân Mỹ đã xác nhận việc sử dụng một phi đội máy bay ném bom B-1B đồn trú trên đảo Guam để hỗ trợ cho Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương trong các nhiệm vụ trên Biển Đông. Bên cạnh đó, phi cơ do thám hiện đại không người lái Global Hawk LQ-4 cũng được vận chuyển tới căn cứ không quân Yokota tại Nhật Bản, nằm trong việc tăng cường hơn nữa hoạt động của Mỹ trong khu vực. Cũng theo các chuyên gia, quân đội Mỹ đã tăng cường các hoạt động trong khu vực để sẵn sàng đối phó với các động thái của Trung Quốc cả ở Biển Đông lẫn vùng eo biển Đài Loan, nơi đồng minh của Mỹ đang gặp sức ép nặng nề từ Bắc Kinh. Tuần trước, một chiếc máy bay vận tải C-40 của Hải quân Mỹ đã bay qua đảo Đài Loan để tới Thái Lan, được Hải quân Mỹ mô tả như một chiếc máy bay Lockheed thường lệ. Chiếc máy bay này được điều hướng bay qua Đài Loan bởi trạm điều khiển không lưu của Đài Loan. Cũng vào ngày 4 tháng 6, Hải quân Mỹ cũng đã cử một tàu khu trục tên lửa dẫn đường băng qua eo biển Đài Loan, ngăn cách hòn đảo này với Trung Quốc đại lục. Trung Quốc chắc chắn không thể im lặng trước màn phô diễn sức mạnh hoành tráng của Mỹ trên Biển Đông như vậy. Đây là hình ảnh tên lửa đạn đạo chống hạm Đông Phong 21D của Trung Quốc. Hôm Chủ nhật vừa qua, tờ Thời báo Hoàn Cầu, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng các tàu sân bay trên của Mỹ có thể đe dọa các binh sĩ của họ ở Biển Đông. Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời của Lý Kiệt, chuyên gia hàng hải Bắc Kinh cho rằng bằng việc tập hợp các tàu sân bay này, Mỹ đang cố thể hiện trước khu vực và thậm chí cả thế giới rằng họ vẫn duy trì lực lượng hải quân mạnh nhất và họ có thể đi vào Biển Đông và đe dọa binh sĩ Trung Quốc ở Tây Sa và Nam Sa, tức là quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Và cùng lúc cho tàu thuyền băng qua các vùng biển lân cận để Mỹ có thể thực hiện chính sách bá quyền. Bài viết trên cũng được đăng tải trên trang web tiếng Anh của quân đội Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh về các loại vũ khí mà quân đội nước này sẵn sàng có và cho biết Bắc Kinh có thể tổ chức các cuộc tập trận để đáp trả phía Mỹ và phô diễn sức mạnh quân sự. Bài viết có đoạn như sau: Trung Quốc sở hữu nhiều vũ khí hủy diệt hàng không mẫu hạm như tên lửa đạn đạo chống hạm Đông Phong 21D và Đông Phong 26. Theo ông Trương Tuấn Xã, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Quân sự Hải quân Trung Quốc, lần gần đây nhất, Hải quân Mỹ đã đưa cả 3 nhóm tàu sân bay tới Tây Thái Bình Dương là vào năm 2017. Dù hoạt động điều động này mang tính bất thường, nhưng nó không phải là chưa từng xảy ra, nên cũng không thể gọi là diễn biến hoàn toàn mới. Và đáng nói là theo ông Trương, sự xuất hiện cùng lúc của cả 3 nhóm tàu tác chiến sân bay đang chứng tỏ Mỹ mất đi sự tự tin. Chuyên gia Trung Quốc cho rằng dường như Mỹ đã lo ngại thế giới nghi ngờ về năng lực quân sự. Do đó, Hải quân Mỹ quyết định điều động cùng lúc các nhóm tàu sân bay tới Tây Thái Bình Dương để phô trương sức mạnh, đồng thời khẳng định với các quốc gia khác rằng năng lực chiến đấu của Hải quân Mỹ không hề bị ảnh hưởng từ dịch viêm phổi Vũ Hán. Song, ông Trương lại cho rằng trên thực tế năng lực chiến đấu của các tàu sân bay Mỹ đang bị ảnh hưởng từ dịch bệnh, bởi một số binh sĩ đã mắc viêm phổi Vũ Hán vẫn chưa hoàn toàn hồi phục và chưa thể trở lại vị trí làm việc trên tàu. Theo đó, chuyên gia Trung Quốc nhận định Mỹ chỉ đang tâng bốc về sức mạnh hải quân. Nói cách khác, việc điều động các nhóm tàu tác chiến sân bay tới Tây Thái Bình Dương là không thật sự cần thiết trong bối cảnh Mỹ vẫn đang gồng mình chống chọi với đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Ngoài ra, Mỹ cũng phớt lờ việc công bố mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh với lực lượng hải quân, không loại trừ hoạt động triển khai cùng lúc
3 nhóm tàu tác chiến sân bay dường như để đảm bảo vị thế an ninh của Mỹ trước hai đối thủ là Nga và Trung Quốc. Cũng theo ông Trương, khi mà Mỹ đang tìm cách để khôi phục nền kinh tế bị tác động tiêu cực từ dịch bệnh, quân đội trở thành trụ cột để Mỹ cạnh tranh với các quốc gia khác. Còn theo ông Ngụy Đông Húc, một nhà phân tích quân sự ở Bắc Kinh, cả 3 nhóm tàu tác chiến sân bay của Mỹ được điều động tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đều không xuất hiện gần đây ở Trung Quốc bởi hành động này có thể gửi đi tín hiệu rằng cực kỳ nguy hiểm và làm khuấy động căng thẳng trong khu vực. Đây là hình ảnh tên lửa đạn đạo Đông Phong 26 của Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Ngụy cũng đặt ra khả năng Hải quân Mỹ có thể điều một nhóm tác chiến tàu sân bay hoạt động gần Trung Quốc. Cụ thể, một nhóm tác chiến tàu sân bay sẽ có mặt gần Trung Quốc, trong khi hai nhóm còn lại có thể hoạt động ở những vùng lân cận. Thông qua đó, Mỹ có thể để các nhóm tàu sân bay thường xuyên hiện diện gần cửa ngõ của Trung Quốc. Cũng theo ông Ngụy, phi đội máy bay hoạt động trên các nhóm tàu tác chiến sân bay Mỹ hiện nay giữ vai trò ngăn chặn. Nói cách khác, Mỹ sẽ để các nhóm tàu sân bay hoạt động ở xa, trong khi sử dụng các tiêm kích đa nhiệm như Boeing FA-18EF Super Hornet hay tiêm kích tàng hình F-35C để phô trương sức mạnh. Do đó, để đối phó với Mỹ, Trung Quốc có thể phát triển các hệ thống cảnh báo tích hợp cả trên không, trên biển và trên đất liền. Điển hình, Trung Quốc có thể sử dụng các máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm làm nhiệm vụ tuần tra khi phát hiện các hoạt động khiêu khích từ Mỹ hoặc các tiêm kích Mỹ gần không phận Trung Quốc. Quân đội Trung Quốc có thể điều động thêm các chiến đấu cơ hiện đại lên đường đánh chặn. Tuy nhiên, việc Mỹ sử dụng thêm các tiêm kích tàng hình F-35C là không thể loại bỏ. Do đó, Trung Quốc sẽ cần các công nghệ hiện đại hơn để phát hiện và theo dõi như radar chống tàng hình. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đã sở hữu hàng loạt vũ khí được cho là sát thủ tiêu diệt tàu sân bay như tên lửa đạn đạo chống hạm Đông Phong 21D và Đông Phong 26. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 năm 2020 với bản tin Trung Quốc dãy dụa khi Mỹ gây áp lực tối đa trên Biển Đông. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de